Thưa quý vị, tại chùa Giác Thiện, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, Đoàn Ban trị sự Phật giáo quận 8 do Thượng tọa Thích Trí Trường làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng 500 phần quà trị giá 150 triệu đồng cho bà con nghèo tại xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tham dự buổi trao quà có Thượng tọa Thích Trí Ý, trụ trì chùa Giác Thiện, Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó Ban trị sự Phật giáo quận 8 kiêm trụ trì chùa Lộc Giả, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chính quyền tham dự có ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 8, ông Nguyễn Đăng Sang, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc huyện Cần Giuộc, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền xã Tân Lập đồng tham dự. Xã Tân Lập là một trong những xã còn nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức đã trao 500 phần quà, mỗi phần quà gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm tổng trị giá 150 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần làm vơi bớt đi chút khó khăn cho bà con tại địa phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sau thời gian mấy tháng trong đại dịch COVID-19 vừa qua làm ảnh hưởng nền kinh tế cho toàn cầu cũng như đối với đất nước Việt Nam chúng ta nói chung cũng như đối với xã Tân Tập Cần Giuộc Long An nói riêng, thì bà con ở nơi đây là vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng về cái đại dịch COVID-19 rất là nặng nề. Vì vậy hôm nay sau những ngày giãn cách của chỉ thị 16 vừa qua, trong cái trạng thái bình thường mới trở lại, trong đất nước của chúng ta đang dần hồi phục kinh tế, thì chùa Lộc Giả quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cùng với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, ban bảo trợ hội chữ thập đỏ quận 8 cùng với chùa Giác Thiện đã hỗ trợ 300 phần quà trị giá một phần là 500 ngàn, để cùng chia sẻ với những bà con ở vùng sâu vùng xa nơi xã Tân Tập nơi đây, nhằm cái tạo điều kiện giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn của bà con được hồi phục kinh tế lại sau những cái mùa dịch. Đây là cũng cái một phần nho nhỏ nhưng nói lên cái tinh thần của đạo Phật, cái lòng từ bi để chia sẻ những cái san sẻ những cái yêu thương của chùa Lộc Giả cũng như đối với ban trị sự Phật giáo quận 8 để về quê hương của xã Tân Tập này để cùng chia sẻ với bà con khó khăn nơi đây, để bà con có một cái điều kiện dần cái hồi phục kinh tế trở lại trong cái cuộc sống mới sau đại dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, huyện Cần Giuộc là cái huyện có 7 xã vùng hạ, trong đây có xã Tân Tập và một số xã là rất là khó khăn. Thì nhất là trong cái điều kiện hiện nay thì cùng các xã khác thì xã cũng đang được phát triển, các cái hoạt động của khu công nghiệp, các cái cơ sở cũng đang được dần phát triển lên. Tuy nhiên thì một số bộ phận của bà con cũng còn gặp những khó khăn, nhất là ảnh hưởng của cái đại dịch COVID-19 trong năm qua và nhất là trong gần mấy tháng của năm 2021. Từ đó là đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân, công ăn việc làm của bà con cũng bị ảnh hưởng. Thì chính vì vậy thì người dân nơi đây rất cần cái sự hỗ trợ giúp sức từ chính quyền địa phương, của các vị mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo nhằm hỗ trợ cho bà con để vượt qua khó khăn đó. Thì hôm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, thì ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 8 cùng với các vị trong chùa Lộc Giả quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và chùa Giác Thiện xã Tân Tập thì có tổ chức một cái buổi lễ để nhằm chia sẻ những khó khăn cho bà con ở vùng hạ của Cần Giuộc, trong đây có Tân Tập và Đông Thạnh, Long Phụng, và đồng thời cũng trao tặng một số lương thực, thực phẩm để giúp bà con trang trải trong những cái thời điểm khó khăn này. Thì qua đó thay xin được phép ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện Cần Giuộc có mặt trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị mạnh thường quân ở các cơ quan tổ chức, đặc biệt là chùa Lộc Giả, chùa Giác Thiện, các vị hòa thượng, thượng tọa đại đức
của các vị Phật tử và các vị mạnh thường quân đã không ngại đường xá xa xôi để chuyển những món quà là từ thành phố Hồ Chí Minh đến quê hương Tân Tập để trao lại cho bà con. Chúng tôi cũng kính chúc quý vị luôn có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống và luôn đồng hành cùng quê hương chúng tôi để giúp cho bà con. Và cũng mong bà con khi chúng ta nhận món quà này, đây là món quà vô giá, thì bà con cố gắng vượt qua cái khó khăn. Tại buổi nhận quà, bà con đã thực hiện tốt quy định 5K, phấn khởi gửi lời cảm ơn đến chùa và quý nhà hảo tâm gần xa. Hoạt động ý nghĩa này sẽ là nguồn động lực giúp đỡ bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.